Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái lỗi trên cái dòng máy in Epson. Đó chính là cái lỗi nhòe màn in các bạn nhé. Đây là mình đang in chế độ in chậm các bạn nhé. Đấy, để các bạn có thể rõ được cái lỗi này. Lỗi này như sau, khi mà mình đang ví dụ như hiện tại mình đang in nhá, in chế độ in chậm hay là chế độ gọi là bắt đầu từ chế độ in ảnh hay là giấy photo trở lên đấy các bạn. Đấy, là chế độ in chậm. Đó, và cái chế độ in giấy thường các bạn. Đấy, khi mà lỗi của cái bản in này thì nó do cái giấy thường, khi mà in giấy thường ấy thì cái chữ của nó các bạn nhìn thấy nó có vẻ nó sẽ bị lệch đi các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái chữ ví dụ như các bạn xem cái chữ thực hành về hàm ý xem thì cái chữ của nó sẽ bị lệch đi các bạn thấy chưa? Có thể nó bị lệch đi một tí rồi. Đó. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn in ở chế độ photo có nghĩa là chế độ in ảnh, chế độ in chậm ấy, máy in chạy chậm ấy thì nó cái chữ của nó nhìn rất là nét, nó không xảy ra vấn đề gì, nó chỉ xảy ra khi mà các bạn chế độ in nhanh, các bạn xem tờ giấy này nó in nét như này chẳng hạn. Đấy, còn cái tờ giấy này khi mà in ra thì nó bị nhòe nhòe nha. Đấy, đấy các bạn so sánh hai cái từ này. Hiện tại ở đây là cái chế độ in nhanh các bạn nhé. Đấy, bạn có thể xem để các bạn có thể rõ hơn. Đây là cái chế độ in nhanh này. Đấy. Đó, cho các bạn xem. Đấy, các bạn xem hai tờ giấy này. Đó, chữ ở bên này và chữ ở bên này. Đó, nhìn hoàn toàn khác biệt. Đó, nhưng mà khi mà các bạn kiểm tra test đầu in ấy, đây, ví dụ như tờ này là tờ test đầu in thì các mực của đầu in ở đây là bình thường các bạn nhé. Đấy, bình thường. Các màu ra là bình thường, đầy đủ bình thường các bạn nhé. Đó. Thì các bạn có để ý là ở cái chỗ mà A005ICQP100A73 ấy, thì khi mà các bạn xem vào cái chữ này ấy, thì cái chữ này nó sẽ bị nhòe đi các bạn xem. Rồi xem này, chỉ có cái chữ mà nó đánh màu đen này ấy, thì nó sẽ bị nhòe cái chữ đấy đi các bạn thấy. Ví dụ như ở đây các bạn có thể để ý rất là nhỏ ở đây, được chưa? Rất nhỏ ở đây thì cái chữ không này thì nó sẽ bị nhòe đi các bạn thấy chưa? Đấy, nó không được trong. Đó. Đó, khi mà các bạn bật chế độ in chậm các bạn mới thấy được, nhưng mà khi mà các bạn bật chế độ khi mà các bạn bật chế độ in nhanh thì các bạn mới thấy được, nhưng mà khi mà bạn bật chế độ in chậm bạn sẽ không thấy được cái vấn đề này. Đó, thấy chưa? Cái chữ C này, cái chữ Q này, cái chữ P này, cái chữ 1 này. Đấy, nó chỉ check được cái này, còn ở trên cái đầu in nó không quan trọng các bạn nhá. Lối này không phải ở đầu in các bạn nhá. Không phải ở đầu in. Không phải ở thước phim, được chưa? Không phải ở thước phim. Đó. Cũng không phải ở dàn cơ luôn. Đấy. Nhiều một số bạn kỹ thuật ấy thì bảo cái lỗi này liên quan đến dàn cơ này, liên quan đến mực này. Đó. Và liên quan đến đầu in các thứ. Nhưng mà trong trường hợp này không phải là đầu in, không phải do dàn cơ, cũng không phải là thước phim. Vậy các bạn, cái lỗi này nó có thể là nguyên nhân là từ đâu các bạn? Chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp cái lỗi này các bạn nhé. Đó. Khi mà check đầu in ở tất cả các màu của đầu in ấy, thì nó vẫn bình thường các bạn nhé. Ở đây tất cả các màu này, ví dụ như màu vàng, màu đen, màu xanh, màu hồng, đấy, màu xanh, các bạn thấy chưa? Đó, thì nó vẫn bình thường. Đấy. Nhưng mà khi mà các bạn in ra ấy, ví dụ như ở đây chẳng hạn, khi các bạn in ra các bạn thấy chưa? Ví dụ như ở chế độ in photo, in chậm ấy, thì nó vẫn bình thường. Đó. Còn khi mà các bạn in ở chế độ in nhanh ấy, thì cái chữ của nó bị nhòe đi này, các bạn thấy chưa? Ví dụ như cái chữ sáng tạo, các bạn thấy cái chữ sáng tạo nó có chấm chấm này chưa? Đấy, đó, các bạn thấy chưa? Ví dụ như ở đây xem ở bản in chậm này, tư duy sáng tạo, đó, lẽ ra khi mà mình chạy chế độ in nhanh các bạn nhá, chạy chế độ in nhanh thì nó cũng phải nét như này, nó không được nét như này nhưng mà nó cũng gần nét như này các bạn nhá. Đấy, nó gần nét như này, có thể in nhanh ấy, nó không bao giờ có hiện tượng mà bị nhòe, ví dụ như các bạn xem cái tư thái độ này. Đấy, phải không ạ? Nó trong. Nhiều bạn không để ý là các bạn sẽ không biết đâu, nhưng mà ở đây ấy, thì các bạn có thể thấy kỹ năng. Đó, đây là kỹ năng. Đó. Đó. Đó là cái mình chia sẻ với các bạn. Bạn nào hình như là chưa có bạn nào gặp phải cái tình trạng này.
các bạn chỉ gặp phải cái tình trạng đó chính là khi mà in ấy, ví dụ như in chế độ in nhanh ấy mà nhiều tờ ấy, ví dụ như là in nhanh nhiều tờ ấy, thì khi mà ở các bạn chạy chế độ in chậm ấy thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng như này. Ví dụ như chế độ in chậm ấy thì nó sẽ có từng vết nha, do cái đầu full nó chỉ quét qua một lần ấy. Đấy, đầu in đẹp ấy, quét ra một lần nó sẽ có từng lớp như này. Chẳng hạn, đấy, đây là từng lớp của cái đầu in nó quét ra các bạn. Đây. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, nó quét sang thì nó có từng vết như này. Đấy. Đó. Ví dụ như đây chẳng hạn các bạn xem này. Đấy, nó từng vết này là do cái đầu in nó quét qua một lớp thôi. Đấy, quét qua một lớp thì nó sẽ có vết như này, các bạn nhìn rõ không? Đấy. Đó, từng vết như này. Đấy. Đó, các bạn xem ở đây, các bạn xem nhìn rõ hơn. Đấy. Nó do đầu in nó chỉ quét qua một lần ấy, thì cái vết này ấy, thì nếu mà cái đầu in không đẹp ấy, các bạn chạy nhiều ấy thì nó sẽ bị vết như này, nhưng mà tổng thể nhìn ấy thì nó vẫn nét các bạn nhá, chứ nó không bị nhòe nhòe như cái chữ lúc nãy. Đó. Cái vết này là do khi mà đầu in không đẹp ấy, các bạn in chế độ in nhanh ấy thì các bạn sẽ có vết này càng nhiều hơn. Được chưa? Nhưng mà nó không bị liên tục mà nó chỉ bị từng một khoảng thôi. Được chưa? Đó. Đó. Chúng ta cùng đi giải đáp xem cái lỗi này là đến từ đâu các bạn nhé. Đấy, nó không phải là do đầu in, nó không phải là do thước phim, được chưa? Đó, nó không phải là do đầu in, nó không phải do thước phim. Cái thước phim là nó cái thước như này này. Đấy, đây là cái thanh thước phim các bạn nhé. Đấy. Đó, cái thước này là thước phim. Cái thước phim này ấy, thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ điều khiển cái cụm đầu in này. Khi mà mất thước phim này hoặc là thước phim này bị lỗi ấy, thì nó sẽ sinh ra cái tình trạng nó không điều khiển được cái đầu in này các bạn nhé. Và trên cái thước phim này khi các bạn lau chùi, các bạn đừng lau chùi quá mạnh để làm bong chóc những cái phim, cái đường phim nó ở đây nó được gắn bằng một cái keo rất là đặc biệt. Các bạn lau quá mạnh thì nó có thể dẫn đến tình trạng nó bị gọi là bị xước. Đấy, bị xước. Nó bị xước cái phim nó dính ở trên cái tấm phim này các bạn ạ. Đó. Nó rất là nhỏ luôn các bạn. Nó nhỏ li ti, nó có từng vạch các bạn xem này. Nó có từng vạch đấy. Các bạn thấy chưa? Nó có từng vạch xuống này. Nó điều khiển cái cụm đầu in các bạn nhá. Khi không có cái thước phim này hoặc thước phim này bị lỗi ấy, thì cái cụm đầu in này nó sẽ giật rất là mạnh và nó văng vào cái thành máy các bạn nhá. Đấy. Nó điều khiển như vậy thôi. Đó. Đó, mình chia sẻ qua như này thì mình sẽ có video giải đáp với các bạn cái lỗi này liên quan đến từ đâu, được chưa? Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video rồi nhé.